Thầy mà cô gặp Đức Phật Thầy Thái An đó Ừ. là cô gặp cái hình dáng của ngài như thế nào mà cô biết Hình là dáng đó là là dịch Phật Thầy Thái An? gặp là biết liền, là như Dạ. cái tâm linh của mình, cái tiền kiếp của mình với bậc thầy Thế An nó có duyên hồi đời nào đó. Mà Dạ. bây giờ tự nhiên thầy ngồi đó hen, thầy nhỏ người lắm, Dạ. thầy nhỏ người mà râu của thầy dài, mà thầy bới tóc cao hen, rồi á là mặc nguyên bộ đồ và ba trắng, ngồi ở trên cái ghế mà cái bàn dài vậy đó, Dạ. cái gì mới đi riết lại, gì đi riết lại mà gì quỳ cái kiểu này Dạ. nè, quỳ kiểu này là khóc thôi, là khóc khóc nói chuyện không được. Thầy Dạ. ơi thầy sao không ai thương con hết trơn á thầy, cái thầy nói con đừng có buồn, con tu đi sau này thầy ban thưởng cho đó. Rồi nghe lời thầy, nghe lời thầy mới bỏ hết, mới bỏ hết tình yêu ăn sáng mặc đẹp hồi đó ở trên Sài Gòn đó. Thì vì sửa soạn dữ lắm, sửa soạn như Dạ. điện ảnh, diễn viên điện ảnh vậy đó. Dạ dạ. Nhưng mà khi nghe thầy nói vậy rồi cái bắt đầu hay sửa soạn thì sửa soạn chứ, mà cứ niệm Phật tối ngày, bỏ hết, không có ham tình yêu mà không có ham cái gì trơn trọi. Vâng, thưa Dũng Thái, kính chào tất cả vị. Kính chúc cho vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay thưa Dũng tìm đến nhà của cô Mười. Cô Mười là cháu ngoại của Đức Đức Cô Phật. Quảng. Thì cô Mười có kể sơ với thưa Dũng về một câu chuyện cô Mười đã nằm trên bao, thấy Đức Phật Thầy Thế An đến Khuyên và tu. khuyên cô nên tu hành. Thì ngay sau đây Cô kể thưa lại. Dũng xin mời vị cùng gặp lại cô Mười để nghe cô Nghe Mười cô kể lại kể. cái câu chuyện này nhé vị. Dạ. Dạ con xin chào cô Mười. Dạ con là Tướng Dũng và con Nhân Ái cùng với em Châu Phú cái Châu nơi Phú cái nơi thương thì ngày hôm nay đến để diện kiến với cô Mười đó. Tại vì con có nghe cô Mười kể trong điện thoại là cô Mười trong cái giấc mơ của cô Mười gặp Đức Phật Thầy như thế nào, thì hôm nay nhờ cô Mười kể lại để cho bà con được nghe ạ. Thì Dạ. là như vậy, bởi vì sở dĩ á, là cô có coi trên mạng đó, thì cô thấy mấy cháu đó là chuyên môn đi làm việc từ thiện em, và đồng thời cũng có những cái vấn đề mà nói về tâm linh Phật pháp. Thì hôm nay đó cô cũng quen được với cháu Châu Phú, thì cháu Châu Phú muốn tới đây chơi để tìm hiểu về gia đình của cô. Thì gia đình của cô thì nói ngay là cháu ruột của Đức Cô Quảng, mà cô kêu ông cố Quảng là bằng ông sơ ngoại đó đó. Thì trong khi cuộc sống của cô đó thì hồi còn nhỏ đó là cô cũng đi theo chồng ngày đây mai đó, nhưng mà cái lúc mà cô theo chồng cô ở trên Sài Gòn á thì cô buồn lắm, bởi vì đàn ông người ta bằng việc, người ta có chức phận thì người ta hay mèo mỡ gà đồng, mà cô thì mà gặp cái hoàn cảnh nó bất hạnh cũng như anh em đồ này kia đó, người ta bạc đãi lắm, mình hết lòng với người anh em này anh em nọ chị em kia, nhưng mà rốt cuộc người ta không có thương mình. Cho nên từ chỗ đó mà dồn lại đó, cái cô buồn tủi, cô tủi quá cô mới nói thôi mình tự giận mình chết để cho qua cái cuộc đời bạc phước của mình. Nhưng mà suy nghĩ gì được mấy bữa thì thấy Phật Thầy Tây An, thấy Phật Thầy Tây An ngồi trên cái ghế dài vậy đó, rồi cái cô mới đi riết lại, cô quỳ xuống chân thấp chân cao, cô nói thầy ơi thầy sao mà không ai thương con hết vậy thầy. Cái thầy nói con đừng có buồn, con tu đi sau này thầy ban thưởng cho. Cái dạ dạ ngước lên thì thầy biến mất, biến mất. Thì bà Dạ. già rồi, bà đi lại, bà đi lại, bà nói thầy nói gì với cô vậy, nói thầy biểu tôi tu đi rồi sau này thầy ban thưởng cho. Thì tôi mới dạ dạ cái gì, thì giật mình thức dậy cái gì mới suy nghĩ Phật mà đến biểu mình tu mà mình không nghe lời thì mình mê muội lắm, cho nên mình phải nghe lời Phật mới được. Cái bắt đầu từ đó về sau đó không có thèm buồn nữa, mới chuyên tâm cứ lo tưởng Phật niệm Phật, không đi đứng nằm ngồi, đi đường đi xá đi đâu bận cái gì cũng ngồi niệm Phật, đi đứng nằm ngồi gì là niệm Phật không. Cái bắt đầu làm như cái căn nó dục, cái tự nhiên gì thấy cái hình ảnh của chồng gì mà đi làm việc về đó, tại vì hay chăm sóc ông dữ lắm, Dạ. chăm sóc lau mặt lau mày lấy nước cho uống rồi á là dọn cơm cho ăn, gì làm bổn phận đàng hoàng lắm. Thì trong khi như vậy á là dì rất sợ lại gần ông, tại vì dì nghĩ á, dì coi á, kinh pháp của Phật tổ với Đức Thầy đó nói cái nguyên nhân của con người mà sanh lão bệnh tử á, mà mang nghiệp mà khổ sở đó, đầu thai lên xuống đó, là do nơi tình yêu. Tình yêu hạnh phúc lứa đôi là nguyên Dạ. nhân của sanh lão bệnh tử. Dạ. Tại vì mình thương yêu nhau rồi mình sanh con đẻ cháu, rồi mình thương quá thương vợ thương chồng thương con thương cháu quá, rồi bằng bằng mọi cách
mọi thứ để mà kiếm tiền nuôi. Thì trong khi đó, đó mình đã vô tình làm những cái tội lỗi mà mình không hay biết, cho đến khi đó mà mình chết xuống dưới rồi đó, mình mới trả cái nghiệp, giữ nghiệp hiền gì đó, đầu rồi bắt đầu đầu thai lên nữa đang trả cái nghiệp hồi kiếp lúc trước mà mình còn sống nè, mình tạo nghiệp lành nghiệp dữ cho nó trả nữa rồi mới chịu sanh lão bệnh tử, cứ như thế mà trầm luân trong bể khổ. Cho nên Đức Phật mới nói mình sống đây là trong cái biển khổ, mà mình cứ lặn hụp trong cái bể khổ trầm luân này mãi. Cho nên cái lời của Đức Phật Thích Ca đó mà diễn giải ở trong kinh đó, thì vì nghe hoài nghe riết rồi vì thấm ở trong đầu cái gì bắt đầu á, vì sợ. Vì sợ cái hình ảnh mà hạnh phúc của chồng gì đó với gì đó, vì sợ lắm. Dạ. Mà vì muốn bỏ chồng gì đi về quê tu mà vì không biết sao gì nói được. Bởi vì mình làm bổn phận làm vợ cho người ta, đi làm việc người ta về mà ăn cơm ăn nước, mình chăm sóc người ta, đó là bổn phận làm vợ. Rồi bây giờ tự nhiên mà mình bỏ ta, mình đi về quê, mình bỏ người ta vậy thì mình nói không nên lời. Cái gì mới ngập ngừng hoài đâu chừng 1-2 tháng cái bắt đầu bữa đó, ổng là gần gì là ổng xỉu. Ổng là gần gì là ổng xỉu. Cái gì mới nói thôi bây giờ anh đi khám đi, anh đi khám bệnh đi, coi làm sao. Thì bác sĩ mới nói ông bị suy tim. Dì mới nói nếu mà bệnh suy tim á, mà tôi ở gần ông á, ông chết bất tử. Mà ông chết bất tử trên mình tôi đó hả, tôi á, hối hận không biết tới đời nào mới hết. Thôi bây giờ gì nè, mình già rồi ông. Ông để cho tôi đi về quê tôi tu đi. Mình đâu có còn thiếu thốn gì đâu. Phải chi ông nhớ rồi, Đức Thích Ca Mâu Ni ngài có 19 tuổi hả. Mà ngài á, khi biết được kiếp con người sanh lão bệnh tử này ngài sợ quá. Ngày trốn cha, trốn vợ, ngày đi vô rừng, ngày tu. Còn mình bây giờ 50-60 tuổi rồi, mình còn thiếu thốn gì đâu. Thôi ông nghe lời tôi, ông để cho tôi đi, đi về quê tôi tu đi. Mà vì thuyết cho ổng nghe cái vấn đề chân lý đạo pháp đó em, là 1 tháng trời ổng mới chịu nghe lời, ổng cho gì đi về quê. Dạ. Thì khi đó đó, xe Huệ Nghĩa nó mới lợi, mới chật đồ lên đang chở đi về quê, ổng ngồi ổng khóc. Thì mà dì mới nói ông đừng có khóc, tôi không phải là người vợ phụ phàng chồng, mà tôi á, đi về quê là vì hoàn cảnh của ông bệnh, tôi muốn để cho ông tự do đặng mà thông thả, đặng mà ông săn sóc, ông trị bệnh. Thứ hai nữa là tôi tu, tôi già rồi, ông cũng già rồi, ông lo tu đi. Ông ở trên này ông vừa trị bệnh mà ông vừa tu, còn tôi đi về quê tôi cũng tu nữa. Đó. Vậy sao mà cô lúc đó cô không ở lại chăm sóc ông mà cô về rồi có ai chăm sóc ông không? Có mấy đứa con. À có mấy đứa con riêng đó. Rồi nó chăm sóc ông. Rồi thành ra gì mới yên tâm gì đi về. Với con cho con hỏi là trở lại vấn đề mà cô gặp Đức Phật Thầy Thái An đó. Ừ. Là cô gặp cái hình dáng của ngài như thế nào mà cô hình biết là đó là Phật Thầy Thái An? Gặp là biết liền. Làm như cái tâm linh của mình, cái tiền kiếp của mình với Phật Thầy Thái An nó có duyên hồi đời nào đó. Mà bây giờ tự nhiên thầy ngồi đó hen. Thầy nhỏ người lắm. Thầy nhỏ người mà râu của thầy dài, mà thầy bới tóc cao hen. Rồi là mặc nguyên bộ đồ và ba trắng, ngồi ở trên cái ghế mà cái bàn dài vậy đó. Cái gì mới đi riết lại, gì đi riết lại mà gì quỳ cái kiểu này nè. Quỳ kiểu này mà khóc thôi là khóc. Khóc nói chuyện không được. Thầy ơi, thầy sao không ai thương con hết trơn á thầy. Cái thầy nói con đừng có buồn, con tu đi, sau này thầy ban thưởng cho. Đó rồi nghe lời thầy. Nghe lời thầy mới bỏ hết. Mới bỏ hết tình yêu ăn sáng mặc đẹp hồi đó ở trên Sài Gòn đó. Thì gì sửa soạn dữ lắm. Như điện ảnh, diễn viên điện ảnh vậy đó. Nhưng mà khi nghe thầy nói vậy rồi cái bắt đầu hay sửa soạn thì sửa soạn chứ, mà cứ niệm Phật tối ngày, bỏ hết, không có ham tình yêu mà không có ham cái gì trơn trọi đó. Cái tới chừng mà đi về quê được á, thì khi mà về quê được rồi thì gì bắt đầu ở quê gì còn bà chị không chồng không con mà già ta 70-80 tuổi rồi mà bà không chịu có chồng, bà ở gì bà nuôi cha mẹ, bây giờ cha mẹ chết rồi, giờ chị về gì phải nuôi bà chị nè, rồi nuôi con nè, nuôi cháu nè, rồi nuôi em khùng nữa, có anh thằng em khùng nó không vợ con nữa. Thì trong khi mình làm bổn phận, mình làm bổn phận mà mình vừa tu đó, thì cứ như vậy thì trong khi đó thì mình cũng nằm chim bao, mình thấy Đức Cố Quảng. Cô thấy ông Cố vậy? Thấy Đức Cố Cố dạy dạy mình, chỉ mình chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cũng như là chuyện đời chuyện đạo nha. Rồi thí dụ như cô ngủ cái cô thấy binh già của ông bao bị gì, cô tính bán nhà, cô tính cô bán cái nhà đó bị gì ở dưới đó, thì anh của mình thứ tám đó là ông đại gian đã rồi, thành ra cô muốn bỏ cái chỗ đó cô đi, rồi cô muốn bán nhà cô đi, thì là cô mới lấy tiền cọc người ta 5 tỷ rồi, thì cô tối lại cái cô nằm chim bao, cô thấy sao mà ông Cố ông đi về với ông Châu Sương với ông Quang Bình, cái ông Cố mới biểu chư binh chư tướng bao vây cái nhà lợi gìn giữ cho cháu ta,
mà nhìn ra đen chư binh chư tướng đen, mặc đồ vàng kaki đó mà mặt đỏ không, ông nào ông nấy mặt đỏ như là chư thần vậy đó. Cái kiểu mà dình bao dây ở nhà này lỡ gìn giữ cho cháu ta. Cái ông mới đấy nghe, nó lộng quá lộng rồi, cũng như cô bị khảo đó, cô bị anh em đoạn hiếp đó, cô bị xóm riều đoạn hiếp đó. Cái cô khóc hoài, cái ông cố nói nó lộng quá lộng rồi, lộng quá lộng rồi. Cái bắt đầu cô giật mình thức dậy, giật mình thức dậy, cái cô mới đem trả tiền cọc lại, không dám bán. Tại vì ông biểu chư binh chư tướng bao dây ở nhà lại gìn giữ cho cháu ta rồi, là mình đâu có dám bán đó. Cái thâu trả tiền cọc lợi, trả tiền cọc lợi. Cái bắt đầu ở đó, ở đó mà cô khổ lắm, cô bị người ta ăn hiếp, cũng giống như mình tu mà mình bị khảo khảo đó, dạ, bị khảo đó. Nhưng mà cố gắng nhịn dữ lắm con ơi, nhịn quá nhịn. Cái bắt đầu cái tới chừng mà thấy có chuyện gì là cô nằm cái chim bao, cô thấy không cố rồi cái đi cô mới bán được. Sau này á, sau này cái cô bị khảo quá khổ, khảo rồi cái ông chồng cô chết đi. Ông chồng cô ở Sài Gòn, ổng gọi điện thoại về hoài, ổng gửi tiền về cho cô thường xuyên đó. Là khi mà cô về đó, là ở trong này rồi đó, là mỗi tháng ổng gửi về là 4 lần tiền, một lần 2 triệu rưỡi. Thì trong khi như vậy là cô lấy tiền đó cô nuôi gia đình, rồi cô phóng sinh chim, phóng sinh cá, rồi mấy thâu đĩa đó, đĩa của Tri Lai Bửu Tích với lại đĩa của Phật Thầy Tây An, là đĩa Tầm Sơn đó, là được 800 đĩa, cho người ta được 800 đĩa. Đó. Thì hãy cô coi hãy chuyện nào có phước thì cô làm, chứ cô không có để dành tiền, chồng cô gửi tiền về nhiều dư đó, thì cô bố thí cô giúp người này, cô giúp người kia, chứ cô không có để dành. Đó. Thì trong khi như vậy là chồng cô mới lúc đó là mướn nhà trong dời từ Châu Đốc mà dời vô vô mộ của cô Năm, vô miếu cô Năm. Miếu cô Năm ở chỗ cái cầu Tha La đó, cái ở đó được mấy tháng thì mua được cái nhà này, mới đi lợi xin cô Năm một quẻ, xin cô Năm quẻ coi bây giờ tôi mua được cái nhà vô này ở vậy mà cô coi tốt không cô Năm. Cái bà nói ha, vô trong này ở thì bà nói là thu tiễn 3 năm tới hội thi, lời vàng dân lĩnh tới non trì, ven này rõ mặt người khoa giáp, áo gấm xinh xoan mặc trở về. Cái mừng quá, nói tốt quá tốt. Cái bắt đầu đi đi về tối ngủ. Tối ngủ cái thấy sao mà tự nhiên cái mây cái gió ù ầm ầm cái trong ngực cô đó, nó chuyển tôi nói ấm ấm ầm ầm ầm, cái cô gồng lại không được. Cái khói trong này nè, khói trong người đó, nó phun khói ra. Cái bắt đầu nghe con rồng màu xanh nó bay ra. Nó bay ra cái nó lượn cái gì đó. Nhất nhất ở cháu ngoại em, kêu cháu ngoại. Giật con lợn con rồng cái nó gặp rồng nó vỗ tay. Mà con rồng nó lượn xong rồi nó bà chở vô. Mà giật mình thức dậy mình nói ủa sao kỳ vậy kìa. Sao sao mà mình thấy kỳ cục quá em.